quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Ngọc Hà đang đứng ở chợ Quy Đạt, huyện Minh Hóa và Ngọc Hà cần mua một số đồ. Đây là bôi món ăn truyền thống của người dân Minh Hóa. Và ngày hôm nay Ngọc Hà không những chỉ muốn thưởng thức món ăn này mà còn muốn tìm hiểu cách làm món ăn này như thế nào. Thưa quý vị, Ngọc Hà đang ở nhà chị Bích Liên và nơi đây Hà có thể tìm hiểu được cách chế biến món bôi. Đây là lần đầu tiên Ngọc Hà nhổ được sắn. Và để vì chế biến món bôi mà Ngọc Hà phải thất bại như thế này. Chị ơi, cho em thử bao xem được không ạ? Em bao à? Dạ, em thử bao coi. Chị em bao chị. Rồi, còn đây là bột sắn mà chúng tôi đã bao ra. Và bây giờ sẽ lấy bột ngô trộn với bột sắn. Chị ơi, vì rằng mà mình phải nhồi như thế này chị? Mình phải nhồi để cho hành dẻo với là hành cái bột ngô đây nè. Dạ. Để cho hành dẻo để hành thơm, hành ngon. Dạ, để chị ra bệnh lên sẽ ngon hơn nha. Ừ. Dạ. Cho hành hành nhuyễn đó. Dạ. Cái hôm nay rất là đặc biệt đấy. Về nó được làm từ gì đấy chị? Làm từ bằng cái vả ở đây thì để cái vả, nhưng mà không biết tiếng của thằng thì để cái gì để cái vả là ăn quả đó. Ta lấy đôi làm ra thì ăn. Trong lúc chờ món bôi chín thì chúng tôi sẽ đi làm món muối để ăn luôn. Chị ơi, nguyên liệu để làm món muối để ăn bôi là gồm những nguyên liệu gì chị? Là một trà đường, trà bột ngọt. Đấy là lá chính rồi không gì? Đó là lá chanh. Thêm ớt
nữa đi chị. Cho đặc biệt nhé. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Rồi, bây giờ bôi chín rồi mình có thể ăn được rồi chị nha. Bây giờ ăn ngon rồi em. Dạ. Dạ. Nhưng mà hành đang ngọt á. Dạ. Hấp dẫn quá. Dẻo quá đấy em ạ. Dạ. Bây giờ mình chấm về muối ăn thấy chị. Bây giờ mình chấm về muối ăn thôi. Dạ. Ngon thơm. Ừ. Nóng, nó đang nóng ăn rất là ngon. Thưa quý vị, món bôi nóng hổi này rất là ngon à, và vị béo của ngô à, cùng với vị bùi và ngon của sắn hòa quyện vào nhau thì sẽ tạo lên một món bôi rất là đặc trưng của người dân Minh Hóa. Có lẽ ăn với ốc sẽ là một món ăn rất là tuyệt vời.